đang quay phim đó, mình cứ tự nhiên đi, sờ sờ đâu. Lông đó lông con công cái mà. Đường tới Phật cũng vất vả đó. Từ đầu được vô thì có nhiều vô cá các bạn, nhưng mà hôm nay là gió bất với lại đường đường. Nên nó là người ta không được nhiều. Không có ai đâu theo chơi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.